Xin chào tất cả các bác, hôm nay em đi đến quán đồ cũ để mua cho một anh khách một con súp trầm Yamaha. Thì đây có khá là nhiều súp. Thì trước em có quay lên thì có một anh khách có nhờ mua một con Yamaha này, IST F-GAP 225. Đây là đời hàng sản xuất năm 2004, có giá 5,5 triệu, bảo hành 3 tháng. Con này thì tại Shinchu độ. Con này là có tần số từ 28Hz cho đến 0,2kHz, 200Hz đấy. Đây, còn số serial thứ bảo hành 3 tháng IST F-GAP 225. Con này nặng tầm 8-9 cân. Khá đẹp, nó chỉ bị xước một tí trên góc này. Đây. Đây, còn lại là khá là đẹp, long lanh. Thì lâu nay em cũng không có đi quay video vì thời tiết nó cũng hơi thất thường, có việc số công việc nên là em cũng ít đi quay. Thế nay tiện đi chợ qua đây cho em ghé vào quay luôn, tiện là mua cái con súp này cho anh khách để em quay phía sau ra để quay cho bác xem. Đây là phía sau của con, nó con Yamaha IST F-GAP 225 nha bác. Các nút phím chỉnh bass rồi các cái cộng cắm dây loa, từ loa từ đầu các thứ, trái phải các thứ. Đây, tắt bật. Đây, made in Indonesia. Đây, made in Indonesia này. Yamaha Corporation. 100Hz 50W, 100V 50W, 50-60Hz rồi bác. Điện, nút công tắc nguồn. Các cái sắp cao về ở trung bình để các cái âm thanh, mức âm thanh. Standby, auto standby. Đây. Có 4 đường vào, 4 đường ra này. Còn xe sau cũng rất là đẹp, các cái mặt gỗ cũng rất là đẹp. Vậy thì cũng có nhiều bác vào hỏi em, nhưng mà hỏi thì kiểu các bác hỏi để tham khảo. Mấy người bên này cũng làm mua đồ về, chắc là các bác vào tham khảo xem là cái giá gỗ nó thế nào. Chính nếu bác hỏi, họ đi chơi xong rồi hôm sau tôi hỏi chú không gửi về cho anh à, không gửi về cho anh thì chả thấy anh gửi địa chỉ gì, chả thấy anh gửi hỏi gì đến chuyển tiền gì. Hỏi hàng xong rồi bọn chúng không gửi về cho anh thì khó. Đấy thì là một số bác cũng qua hỏi chán chê, chán con này con kia chán đấy. Nhưng mà cũng chẳng mua con gì. Tức là các bác cũng tham khảo là chính. Đây bên này có mấy con súp, bên này tiện em quay luôn. Đây có một Yamaha NS F-GAP 050. Con này thì có cả dây đi kèm luôn, sách hướng dẫn. Con này giá 7,7, sản xuất 2016, rất là mới, giờ rất là mới. Cái căng này thì biết tháo được không? Giá nó sao? Không cậy được ạ. Con này thì nó cũng không ghi là bát bao nhiêu vào đây cả. Thì rõ ghi tần số thôi, và sách hướng dẫn và cáp kết nối thôi. Con này thì không đẹp bằng con đấy mà bên 225 bên kia. Rồi bên cạnh đây là một con piano S51W, giá 2,5 basic, 2,5 300, rơi vào tầm khoảng tầm 5,3 triệu, 5,2 triệu gì đấy. Con này thì bass cũng là bass 16 mà rất là to, nặng. Bên này còn tự nhiên em sẽ lấy con Yamaha này. Còn bên này còn Onkyo SVKF V600, giá 4,4 triệu, hình tầm 900 nghìn hơn chút. Bảo hành 3 tháng, đời 2016. Con này thì không cần dây điện, nó cắm luôn vào từ loa ra thôi, chứ không cần nguồn. Đây, quay ra cho bác xem. Đây, không cần nó gì, có hai dây, hai cổng lấy từ 3 mm thôi, chứ không cần phải dây nguồn cho nó. Nó chỉ có mình cái này thôi. Người ta cũng ghi đây là chỉ có một cái
la này không, không có phụ kiện gì này, không cần dây điện này mà rất là dễ đặt để sử dụng. SVK V600 nha bác. Còn bên cạnh đây thì còn con kèn của DBL 2385A. Con này một cái thôi. Nhưng người ta bán đây là 1.2 100 thì tầm 2.5 nha bác. Cái như này, nó nhẹ tênh à. Lạnh chưa đầy tầm 1 cân thì đấy thôi, chưa đầy cân mấy. Đó, nó rất đẹp. Đây mình nhà này, nhà đây nó xem. Đây là có mấy con súp rồi. Em sang bên này xem có con gì hay quay cho bác xem thôi, nhân tiện là đi quay. Trên này thì cái JBL này nhưng mà nó là bán cả cụm cơ. 5.2 800 là tầm 12 triệu gì đấy. 5.1. 4 lo con 1 lo to. Đây có ghi đây. Giá mới nó là tầm 20 triệu. Bây giờ bán tầm 11 12 triệu vậy. Hơn 12 triệu đấy. Kiểu vậy. Rồi sang bên này xem có gì đẹp quay cho bác xem. Mình có con Yamaha này thì nằm đây khá lâu rồi. Đây có mấy con âm ly đèn đóm. Nhưng mà cái nick có giá là 20 triệu đấy. Rồi chà. Khá đắt. Các bóng đèn các thứ đây. Rồi đây là con Sony HTS9 có giá 4.49 triệu gì đấy. Rất đời 2015. Rất đẹp. Có cả đi remote đi kèm. Đây. Đây cũng có một súp Sony nữa, SACT780, giá 3.3, tầm 7 triệu mấy. Con này thì công suất là 100W. Nó NFC Bluetooth có điều khiển luôn. Rất đẹp. Đây. Nó trầm này, có NFC Bluetooth thì ngon đấy nhỉ. Nặng lắm. Đây có tay nhân viên đang lượn lượn đây nó, mỗi tay mình quay. Nhân tiện bên này có một loại Yamaha khủng quá NS1000 monitor. Quay cho bác luôn. Là giá 253, tầm là 50 mấy triệu. Còn rất là mới, rất là đẹp. Con này nó bị trên góc, bị vết va đập trên góc. Còn lại thì rất là đẹp. Ốc nhái còn rất là long lanh. Con này bát 30. H25 100W 8 ohm. Sản xuất năm 1978. Có loa này thì nó là toàn giải luôn. Chép về bát thì gõ hết đây luôn rồi. Rất là to. Con này thì quay tham khảo thôi, chứ còn lại đến khoản mua mấy con này thì hơi bị ngán. Còn bên này có mấy con Lobo. Con này có một cái 120, nhưng mà có một cái bán 4.4 cm là 900.000. Đây thì JBL 4307 này. Con này cũng có giá một đôi, nhưng có giá là 10.4 là tầm 21 triệu gì đấy. Cũng rất là đẹp đấy chứ. 370 Studio Monitor. Đây. Cái này có JBL Studio 230 nữa, hình như trước em quay con này rồi ấy. Giá tầm 6 triệu mấy. Rồi mấy con này thì đa số trước đây quay hết rồi. Vậy lại cho bác xem một lượt thôi. Để em xong mua con loa trầm và đi về thôi. Đây, dây loa rồi các thứ này, đó là nhiều. Đợt này ở quán đây thì nó cũng có nhiều đồ, nhưng mà không có mấy cái đài. Nhiều bác hỏi đài hỏng nhưng mà không có quay. Cái này, cái khu này người ta không thấy chơi đài mấy, sao không thấy bán đài bác. Tầm mấy hai dàn mini con này thì thôi. Đây thì cà phê bác. Còn con này trước có ai mua rồi, là mới có một con khác.
E301 này trước cũng có một con như vậy, không có người mua đâu, giờ lại có con khác. 8250. Con này hai đường xuất lực 140 140, với 4 ohm là 280W, còn 220W với 8 ohm và 110W với 16 ohm. Tần số từ 20 Hz đến 20 kHz, rất là khủng. Premium Amly có giấy đưa đầy đủ giấy tờ này, dây điện này, dây AC đấy, Acufe E301 19.8 giá mới, giờ bán cũ 8.2, giống con trước luôn, nhưng mà trước em ra thì em mua rồi, nay là có một con khác ai bán. Hồi về em quay tạm cho mấy bác mấy con cho các bác xem, rồi em ra mua con bốc cái con kia để em đi về đây. Em hơi trưa rồi, em đi chợ qua. Em cảm ơn các bác theo dõi video của em. Hẹn gặp lại trong video lần sau.